Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 61, bảy đấu bảy thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thực lực của Long Tộc đều rất cường đại, Thải Hồng Long cũng không ngoại hệ. Có điều Thải Hồng Long không hề nổi tiếng trong Long Tộc vì bình thường mỗi khi Thải Hồng Long xuất hiện đều chỉ có thể đi theo bên cạnh người mạnh nhất của Long Tộc, trở thành người bầu bạn của Long Vương. Cũng có thể xem Thải Hồng Long là bạn lữ của Long Vương, sở dĩ địa vị của nó không thể lay động cũng vì năng lực phụ trợ khủng bố của nó. Trong Long Tộc, gần như loài nào cũng có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ nhưng chỉ có thải hồng long là ngoại lệ nó không có thân thể cường tráng sức chiến đấu cũng không cao hồn kỹ bổn mạng cũng chả có nhưng chỉ có nó mới có được năng lực pháp thuật mạnh mẽ bởi vậy thải hồng long còn được gọi là pháp long mặc dù công dương mặc là khí hồn sư hệ phụ trợ nhưng thật sự xét về vũ hồn vũ hồn của hắn đúng là một thú vũ hồn xét trong tất cả những vũ hồn có tác dụng phụ trợ khí vũ hồn cường đại nhất chính là thất bảo lưu ly tháp của ninh thiên mà thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cử bảo lưu ly tháp thì năng lực phụ trợ của nó khiến cả một phong hào đấu la cũng cảm thấy sợ hãi mà vũ hồn thải hồng long của công dương mạnh cũng là một trong những thú vũ hồn có khả năng phụ trợ cực mạnh mạnh đến nỗi có thể so sánh được với thất bảo lưu ly tháp nhưng nó và thất bảo lưu ly tháp đều có điểm hạn chế giống nhau chính là sau khi đạt được bảy hồn hoàn muốn tăng cấp cũng rất khó khăn ngoài ra cả hai vũ hồn phụ trợ cường đại này đều có nhiều ưu điểm giống nhau cho nên đánh giá tổng hợp khó mà phân cấp bậc được bởi vậy với tu vi hồn vương đỉnh của công dương mặc người đầu tiên mã tiểu đào chọn dĩ nhiên phải là hắn cũng chỉ cần có công dương mặc thì thực lực tổng thể của cả đội sẽ tăng vọt lên ba mươi phần trăm như thế đã có thể bù đắp được sự chênh lệch của số lượng đội viên đội chính thức rồi ngay khi hoác vũ hạo và công dương mọc phát ra hồn kỹ không chế và phụ trợ của mình thì bảy người đái thực hành cũng bắt đầu phóng xuất hồn kỹ của mình một tiếng động kinh hồn vang lên người phát ra tiếng động này chính là Diêu Hạo Hiên, người hoàn toàn không chút nổi bật trong thất quái. Thân hình ốm yếu của hắn đột nhiên tăng tốc vọt về trước, chân phải sơ lên đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Dầm! Lại một tiếng động nữa vang lên khiến cả khu vực sát hạch rung lên từng cơn, có cảm giác như ở đây có một con rồng vừa chuyển mình vậy. Thật khó tưởng tượng Diêu Hạo Hiên ốm yếu như kia lại có sức mạnh khủng bố đến vậy. Ngay sau đó, cả người hắn mượn lực bay vọt lên không trung, sau đó hắn liền trông thấy một màn mà trước nay chưa từng thấy ở bất cứ hồn sư nào trên không trung vang lên từng tiếng vải bị xé rách bộ đồng lục nháy mắt biến thành từng mảnh nhỏ diêu hạo hiên có lẽ đoán trước được tình huống này nên bên trong có mặt một bộ quần áo co giãn màu vàng nhạt trước đây mặc dù hoác vũ hạo đã từng thấy không ít hồn sư có thú vũ hồn sau khi phóng thích ra vũ hồn thì cơ thể sẽ có chút ít biến hóa ví dụ như mã tiểu đào hoặc tái thực hành hơn nữa người có biến hóa nhiều nhất hắn từng gặp cũng chỉ là cơ thể hóa lớn gấp đôi thôi nhưng những biến hóa của Siêu Hạo Hiên trước mặt hắn đã hoàn toàn phá vỡ những hiểu biết của hắn rồi. Trên không trung, tứ chi của Diêu Hạo Hiên điên cuồng nở ra, tích tắc sau hắn đã trở thành một người đàn ông vô cùng vạm vỡ, bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng nở ra, làn da cũng hóa thành chất sừng khiến cả người hắn nổi bật một màu xám đậm, đôi mắt cũng hóa thành màu xanh lá âm u. Khi hắn tiếp đất mới có thể thấy rõ cơ thể đã biến hóa của hắn, ban đầu vốn lăng lạc thần cũng cao hơn hắn thế mà lúc này cơ thể hắn đã cao hơn bốn thước, đúng chính là hơn bốn thước, chiều con này vốn con người không thết đạt đến a. À. Càng khủng bố hơn là vai hắn rộng gần ba thước, sau khi rơi xuống đất nhìn hắn y hệt như một tòa thành lũy thu nhỏ, đồng thời năm cái hồn hoàn, hai vàng, hai tím, một đen nhanh chóng xuất hiện. Hai nắm tay như hai cái búa lớn của hắn liên tục đập vào bộ ngực của mình, hai hồn hoàn màu vàng cũng đồng thời sáng lên. Kinh, 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 kinh. Từng tiếng từng tiếng động lớn vang lên quần sáng màu vàng trên người diêu Hạo hiên cũng nhanh chóng mở rộng mỗi đội viên bên đội kia lập tức được một quần sáng màu vàng bao phủ hơi thở lập tức trở nên sắc bén mà bên phía hoắc vũ hạo sau khi nghe từng tiếng động đó đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút chóng váng một hồn sư hệ phụ trợ và khống chế thật giỏi không biết rốt cuộc vũ hồn của hắn là gì đây sao công dương mặc lại thêm một người có vũ hồn mà hoắc vũ hạo hoàn toàn không biết trong trận chiến theo đội thế này những người ra tay trước lúc nào cũng là chiến hồn sư hệ khống chế bởi vì không chỉ có thể kiểm soát đối phương mà đôi khi còn có thể đạt đến trình độ khống chế song phương chiến hồn sư hệ khống chế trên chiến trường luôn nổi tiếng với khả năng chỉ huy và kiểm soát bởi vậy bên phía đái thực hành người xuất thủ đầu tiên không chỉ diêu hạo hiên còn có hai vị hệ khống chế khác nữa lăng lạc thần tiêu 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 tự biết bản thân mình tu vi thấp nhất nên sẽ không trợ giúp được bao nhiêu Cửu phượng lai nghi tiêu vừa xuất hiện liền vang lên một tiếng tiêu khiến mã tiểu đào dẫn đầu đoàn người lập tức bị ảnh hưởng mà tốc độ giảm xuống. So với Tiêu Tiêu dĩ nhiên Lăng Lạc thần mạnh hơn rất nhiều, sau khi vũ hồn của nàng xuất hiện thì năm hồn hoàn từ từ hiện ra, cả người nàng được một mảng băng mỏng bao phủ, mảng băng này vừa xuất hiện thì hồn hoàn thứ hai trên người nàng cũng sáng lên tạo thành một bộ áo giáp màu lam nhạt, bộ áo giáp này dưới hào quang của hồn lực mà khúc xạ dạ sáng rực. Hồn hoàn thứ nhất của nàng sáng lên, ngay sau đó, Lăng Lạc thần từ từ nâng tay phải của mình lên, một thanh pháp trượng được ngưng kết từ băng tuyết lặng yên xuất hiện trong tay nàng hai hồn kỹ đầu tiên của nàng ấy vậy mà không chút liên quan gì đến hệ khống chế một cái là tạo thành pháp trượng một cái là băng giáp hộ thể nhìn qua hai kỹ năng này có vẻ là không hữu dụng lắm nhưng rất nhanh sau đó lăng lạc thần đã bộc lộ ra sự cường đại của mình nàng đưa thẳng pháp trượng lên cao lập tức trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu xanh lam từng dòng khí màu xanh lam này không ngừng quét thẳng vào đối thủ phía trước mà lúc này nàng cũng chưa dùng đến hồn kỹ nào nữa đúng vậy vũ hồn của nàng chính là băng là một vũ hồn nguyên tố hiếm thấy mà năng lực của nàng chính là khống chế băng mã tiểu đào đang dẫn đầu lại một lần nữa đứng mũi chịu xào bị dòng khí lạnh này dội thẳng vào ngay khi bên phía đái thực hành nghĩ là mã tiểu đào sẽ dùng ngọn lửa phượng hoàng xua tan nó thì mã tiểu đào đột nhiên dừng bước với tu vi của nàng dĩ nhiên luồng khí băng giá do lăng lạc thần khống chế sẽ không làm gì được nàng nhưng còn một chuyện quan trọng khác là băng khắc hỏa nếu ngọn lửa phượng hoàng của mã tiểu đào tiếp xúc với luồng khí băng kia sẽ bị suy yếu không ít hơn nữa lượng linh lực tiêu hao cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng không ngờ mã tiểu đào bình thường tính tình nóng nãy vậy mà ngay phút này lại không hấp tấp làm càng, mà lại dừng bước đợi đồng đội ở phía sau đuổi đến. Hoắc Vũ Hạo, người phóng thích hơi thở của vũ hồn thủ tính băng ra đi, áp chế nó. Mã tiểu đào quát khẽ một tiếng. Lúc này, hai người đái thực hành và Trần Tử Phong đã tiến vào phạm vi 50 thước giỏ xét của tinh thần tham chắc cộng hưởng nên trạng thái và tốc độ vận chuyển hồn lực của bọn họ đều được phân tích và chuyển kết quả về từng người trong đội hoác vũ hạo thông qua tinh thần tham chắc không ai có thể ẩn trốn được thật sự hoác vũ hạo vẫn có chút khẩn trương dù sao đối thủ của bọn họ có đến bốn học trường nội viên thế mà tự dưng mã tiểu đào lại gọi tên hắn nên làm hắn không kịp suy nghĩ kỹ mà có chút hiểu lầm áp chế áp chế thế nào ta chỉ là một đại hồn sư mà áp chế được một hồn vương sao chuyện này làm sao có thể về phương diện chiến đấu thực tế kinh nghiệm của Mã Tiểu Đào phong phú hơn hắn nhiều, ý của Mã Tiểu Đào là bảo hắn phóng xuất ra vũ hồn cực hạn, vì nó có cùng thuộc tính băng, dù vũ hồn nguyên tố băng của Lăng Lạc Thần có mạnh đến mức nào cũng không thể so được với vũ hồn cực hạn, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo phóng xuất ra vũ hồn thuộc tính băng cực hạn thì sẽ lập tức ngăn cản được mọi kỹ năng của Lăng Lạc Thần thôi. Nếu không cứ để dòng khí lạnh giá này thổi đến hoài tốc độ và năng lực của mọi người sẽ nhanh chóng bị giảm xuống. Nhưng vì hồi hộp quá mà Hoắc Vũ Hạo không hiểu được Mã Tiểu Đào chỉ đơn giản bảo hắn phóng xuất vũ hồn băng bích đế hoàng hạt và khoách tán khí tức của nó ra bên ngoài hắn cứ suy nghĩ vấn đề theo cách phức tạp nên lại luống cuống không biết nên làm sao tiểu đào học tỷ làm sao lại giao cho mình nhiệm vụ khó khăn đến thế làm sao bây giờ không lẽ mình phải chịu tiếng hèn nhát không thể như thế được đột nhiên lúc này trong đầu hoác vũ hạo lại nhớ đến dòng chữ mã tiểu đào viết lại cho hắn vào dạo trước nhất thời lòng háo thắng của hắn lại nổi lên hai mắt hắn lóe ra ánh sáng ánh kim hồn hoàn thứ hai của vũ hồn linh mâu cũng theo đó mà sáng lên lúc này vì mã tiểu đào đã dừng lại nên những người khác cũng dừng theo bọn họ cũng nghe thấy mệnh lệnh của mã tiểu đào nói với hoắc vũ hạo hoắc vũ hạo tiến lên một bước lúc này hắn đã là người đứng sau cùng trong nhóm nhưng ngay sau đó một tiếng rít thật lớn vang lên từ miệng của hoắc vũ hạo cơ thể hắn đột nhiên biến mất đám người đái thực hành và trần tử phong thấy mã tiểu đào đột nhiên dừng lại cũng giảm tốc độ xuống bọn họ dĩ nhiên phải hiểu rõ đối phương muốn làm gì mới có thể ứng biến mà chiến thắng được nên vừa thấy đối phương có biểu hiện kỳ lạ liền dừng lại quan sát sau đó bọn họ trông thấy hoắc vũ hạo ở phía đối diện đột nhiên bước ra cơ thể hắn hòa trong tiếng gió rít kỳ lạ mà biến mất ngay sau đó ánh sáng trong cơ thể hắn cũng ảm đạm xuống một cách khó hiểu lúc này luồng khí lạnh kia đã chính thức phủ xuống bảy người hoắc vũ hạo nhưng trừ hắn ra sáu người kia liền cảm thấy cả người lạnh cóng nhiệt độ xung quanh liên tục hạ xuống mã tiểu đào ngẩn ngơ nhìn chuyện vừa xảy ra thật lòng nàng rất muốn mắng cái tên hoắc vũ hạo ngốc nghếch này nhưng đột nhiên cảnh vật trước mắt lại thay đổi một bóng hình có chút kỳ dị xuất hiện ở chỗ mà hoác vũ hạo vừa biến mất cũng trong tích tắc đó bầu không khí đột nhiên như cô đọng lại một hơi thở hoang dã để kiêu ngạo và ngang tảng lặng yên xuất hiện quyền lão đang lơ lưỡng giữa không trung vừa hấp một ngụm rượu vừa cúi đầu xuống bỗng nhiên phụt một tiếng ngụm rượu trong miệng lão chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra ngoài lão vô cùng kinh hoàng mở to mắt nhìn trông cứ như hai tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi ngay sau đó lão ho khan một trận e hèm đúng là lão vừa giật mình mà bị sạc rượu vâng hoắc vũ hạo biến mất nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một bóng hình khiến mỗi người ở đây vừa trông thấy là cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng thân thể của nó ngay trước có bốn tầng trồng mỗi một tầng chiều dài đều so với nửa thước hơi nhiều một ít đầu liền sinh trưởng ở đoạn trước nhất cái kia một tầng thượng ngân bạch sắc khẩu khí lóe ra lên sâu kín hàn quang này bốn tầng trồng nửa trước trên người bao trùm lấy một loại hoắc vũ hạo ở sử lai khác học viện học tập khi chưa bao giờ học được trôi qua đặc thù vậy không, chuẩn xác mà nói hẳn là gồ lên. Phía trước cơ thể nó là một dãy các lớp giáp xếp chồng lên nhau, mỗi lớp đều lớn dần từ trên xuống dưới, ở phần đầu còn ẩn ẩn một dòng khí màu trắng bạc đầy lạnh lẽo. Tầng giáp này trông hết sức kỳ dạ, dường như nó được tạo thành từ một loại vẩy vô cùng hiếm thấy. Còn kia, bề mặt tầng giáp có một cái gì đó có hình lục giác, lóe ra ánh sáng rực rỡ, trông hệt như một viên kim cương đang từ từ nhô lên vậy, trên thân nó, ngay cạnh tầng giáp kia là sáu cái chân thon dài đầy mạnh mẽ nó đứng trên lớp tuyết trắng xóa càng sáng trói hơn bao giờ hết giống như nó mới thật sự là mặt trời là nguồn sáng soi dọi vạn vật hai chân trước của nó dài chừng một mét nhô thẳng ra như muốn bao trùm lấy vật thể sáu cánh giống như viên kim cương kia có điều cả nó lẫn cái kẹp hay xúc tu đều phát ra ánh sáng bạc rực rỡ chói lóa nhưng trong tất cả những thứ đó nổi bật nhất chính là đôi mắt vô cùng kỳ dị và hai tròng mắt ấy trông như hai khối hình lục giác với màu vàng của lòng đỏ trứng gà ánh sáng màu vàng tỏa ra từ nó khiến người trông thấy cứ có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một bảo vật vô cùng quý giá và rực rỡ nếu như nửa người trên của nó tỏa ra ánh sáng ngọc rực rỡ thì thân sau của nó nhất là cái đuôi lại lộ ra luồng ánh sáng nguyễn lệ đầy mê hoặc cái đuôi của nó hoàn toàn khác với những con bọ cạp khác vì đuôi của nó chỉ có năm mấu nhưng mỗi một mấu lại là một màu xanh biếc mê người từng cái từng cái tràn để khí tức sinh mệnh và thống nhất một màu độ lớn từ mấu thứ nhất giảm dần đến mấu thứ năm tiếp giáp mép cuối cùng của nó là một đường viền sáng loá như kim cương và cuối cùng cũng chính là vũ khí đặc trưng của nó mũi tiêm độc nó cũng không ngoại lệ tỏa ra một màu sáng bóng rực rỡ bạn đang xem đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim còn hồn thú vô cùng hoàn mỹ cả người như được điêu khắc từ bảo thạch này lại là cội nguồn của khí tức khủng bố khiến bất cứ hồn thù nào cảm nhận được cũng hoảng sợ từ tận nội tâm sáu đệ tử ngoại viện còn đỡ vì bọn họ chưa được biết đến hồn thú đỉnh cấp nên không biết hơi thở của hồn thú đỉnh cấp là như thế nào trong mắt bọn họ con bọ cạp trước mắt ngoài sự xinh đẹp ra còn có chút cảm giác nguy hiểm đơn giản vậy thôi nhưng với những đệ tử nội viện lại không giống thế phương pháp học tập của nội viện hoàn toàn khác ngoại viện một trong những môn học ở nội viện phải tiến trong tinh đấu đại xâm lâm cảm giác nguy hiểm trước mắt khiến bọn họ lập tức liên tưởng đến sự uy hiếp từ hồn thú mười vạn năm hơi thở của băng bích đế hoàng hạt nháy mắt bùng phát mạnh mẽ một luồng hàn ý vô cùng mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. dòng khí lạnh đang di chuyển trong không khí nháy mắt liền dừng lại hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng rơi xuống ngay mũi tiêm độc ở cái đuôi của băng bích đế hoàng hạt. mà đôi mắt màu vàng lạnh lẽo không chút cảm xúc kia lại liếc mắt nhìn về lăng lạc thần ở xa xa. cả người lăng lạc thần đột nhiên cứng đờ không thể nhúc nhích. nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy bộ giáp đang bảo vệ quanh cơ thể nàng đã bắt đầu ngưng kết. một mảng băng xuất hiện từ dưới chân nàng liên kết với mặt đất phía dưới lúc nàng còn người nàng đã bị cố định một chỗ không thể nào di chuyển nữa nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ xuống tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh ngay lúc hoác vũ hạo hóa thân thành băng bích đế hoàng hạt chỉ mất có vài giây hai bên ngẩn ngơ một lát thì lăng lạc thần cũng đã bị chế trụ là là hồn thú mười vạn năm huyền lão mã tiểu đào hoảng sợ phóng xuất ra vũ hồn của mình che chở cho mọi người phía sau tiểu đào học tỷ tỷ còn đợi gì nữa tiến công đi ánh sáng lại chớp tắt một cái Nháy mắt con băng Bích Đế Hoàng Hạt vừa khiến mọi người hoảng sợ đã biến mất không thấy bóng dáng, Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện, hơn nữa lại còn vội vàng thúc giục, nhưng hắn không hay biết mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa mình đã trở thành đối tượng bị đánh tập thể rồi, hơn nữa trong số đó, còn có cả Huyền lão. Tạm dừng. Huyền lão hét lớn một tiếng rồi từ trên trời bay thẳng xuống đất rừng trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lão giơ tay phải lên bắt lấy Hoắc Vũ Hạo. Phản kháng, thôi đừng giỡn. Tu vi huyền lão đến mức nào hắn biết quá rõ rồi, so ra hắn chỉ là một con kiến không hơn không kém a. À. Bàn tay to lớn của huyền lão nhanh chóng giữ lấy đầu vai của hắn. Sau đó Hoắc vũ hạo cảm thấy có một luồng hồn lực vô cùng khủng bố đang cuồn cuồn chảy vào cơ thể. Luồng hồn lực này hết sức khủng bố, may là kinh mạch của hắn đã được cải tạo nhiều lần rồi nếu không chắc phải nứt toát ra mất. Nhưng có một chuyện khiến hắn vui mừng chính là nhờ luồng hồn lực khủng bố tiến vào cơ thể hắn một cách bất ngờ mà nháy mắt phá tan cách trở tu vi của hắn giúp hắn thuận lợi đột phá từ cấp 26 lên cấp 27. Vẻ mặt huyền lão có chút kỳ lạ, lão nhìn nhìn hoắc vũ hạo một lát rồi mới quay sang nói với những người còn lại. Các người đứng yên ở đây đợi ta một lát. Nói xong lão liền bắt lấy hoắc vũ hạo, một luồng ánh sáng lóe lên rồi hai người biến mất. Phương Đông thấy hoắc vũ hạo bị huyền lão mang đi có chút lo lắng hỏi. Tiểu đào học tỷ, vừa xảy ra chuyện gì thế? Mã tiểu đào tức giận nói. Đệ hỏi ta ta hỏi ai? Phải đợi Hoắc Vũ Hạo về mới biết rốt cuộc ban nãy hắn đã làm cái gì. Mấy người bên đội đái thực hành lúc này đều vây quanh Lăng Lạc Thần, lớp băng cứng trên người Lăng Lạc Thần đang dần tan đi, một lát sau rốt cuộc nó cũng hòa tan hết, nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, cả người đứng không vững suýt chút té ngã. Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy thế liền đưa tay đỡ lấy nàng, khi vừa chạm vào, cô bé có cảm giác như mình vừa chạm vào một khối hàn băng vậy. Lăng Lạc Thần cũng không còn là một người lạnh lùng như mọi ngày nữa mà lúc này vẻ mặt của nàng đầy sự hoảng sợ, bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy cái nước mắt sau cùng của con bọ cạp kia khiến hồn lực trong người nàng dường như đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một tình huống mà nàng biết mình không thể làm gì để thay đổi được. Cho dù là phong hào đấu la cũng không thể nào, chỉ cần nước mắt một cái mà nàng đã mất đi lực chiến đấu. Huyền lão cũng không dẫn Hoắc Vũ Hạo đi đâu xa, cả hai chỉ đến một góc trong của khu vực sát hạch. Vừa đến đây, Huyền lão liền vội vàng hỏi. Chuyện vừa rồi là thế nào? Nói rõ ràng tỉ tỉ một chút. Khi Hoắc Vũ Hạo biến thành Băng Bích Đế Hoàng hạt, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu lão là Hoắc Vũ Hạo chính là một hồn thú, hoặc nói đúng hơn là một hồn thú trùng tu thành nhân loại. Khi hồn thú đạt tu vi 10 vạn năm, sẽ có thể lựa chọn trùng tu thành người, nhưng đây là con đường vô cùng gian nan, bởi vì bọn chúng sẽ phải trải qua một giai đoạn thực lực bản thân bị suy yếu mà khí tức hồn thú trên người cũng chưa biến mất hoàn toàn nữa, một khi bị hồn sư cường đại phát hiện thì chỉ có con đường chết hơn nữa còn sẽ bị biến thành hồn hoàn và hồn cốt cho hồn sư chỉ khi nào tu vi đạt trên bảy hồn hoàn mới có thể che giấu được hoàn toàn khí tức hồn thú trên người mình đồng thời cũng trở thành một nhân loại thật sự quá trình này tuy nói đơn giản nhưng nào phải dễ dàng nếu không làm sao lại có rất ít hồn thú lựa chọn nó chứ và dĩ nhiên băng đế có thực lực cường đại như vậy sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình ra đánh cược quyền lão vì quá bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra nên lão lại một lần nữa kiểm tra cơ thể hoắc vũ hạo nhưng rất nhanh sau đó trong lòng lão đã có câu trả lời hoắc vũ hạo không thể nào là hồn thú vũ hồn song sinh của hắn là một bằng chứng thuyết phục nhất một hồn thú trùng sinh chỉ có thể có vũ hồn là hình thái nguyên thủy của nó căn bản không thể xuất hiện vũ hồn thứ hai được hơn nữa trên người hoắc vũ hạo hoàn toàn không có chút khí tức của hồn thú đây cũng là một bằng chứng tuyệt đối xác nhận hắn là con người bình thường với tu vi của huyền lão bất cứ thủ thuật che mắt dù cao minh đến mức nào cũng không thể qua mắt được lão lão tin vào khả năng của mình nhưng hiện giờ thật lòng lão rất tò mò lão rất hiếu kỳ lý do tại sao chỉ trong nháy mắt mà lăng lạc thần đã bị đông cứng lại và mất đi năng lực chiến đấu thật sự hoắc vũ hạo đã làm những gì đây không thể nào chỉ với một kỹ năng tạo ảo giác có thể làm ra được hoắc vũ hạo rành giọt nói ban nãy tiểu đào học tỷ bảo đệ tử phóng thích vũ hồn cực hạn ra để áp chế lăng lạc thần học tỷ đệ tử nghĩ là tu vi của đệ tử và lăng lạc thần học tỷ tranh lệch quá lớn nếu chỉ phóng thích vũ hồn đơn giản như vậy chỉ sợ không đủ để áp chế nên đã dùng đến kỹ năng mô phỏng đệ tử biến mình thành hình thái của vũ hồn cực hạn sau đó còn biến đổi thuộc tính sao cho giống với nó nữa cuối cùng mới thả khí tức cực hạn ra ngoài còn lăng lạc thần đã xảy ra chuyện gì và tại sao lại như thế thì thật lòng đệ tử không biết hắn đúng là không biết vì khi đó băng bích đế hoàng hắn liếc nhìn lăng lạc thần tinh thần hắn cũng cảm thấy có chút hoàng sợ vì thực tế cái liếc nhìn đó đúng là của băng đế huyền lão gãi đầu trao mày vũ hồn cực hạn vũ hồn cực hạn A, à, ta hiểu rồi. Băng, các ngươi đều là thuộc tính băng, rõ ràng là áp chế, áp chế tuyệt đối, vũ hồn của ngươi cũng quá là bá đạo. Tốt, tốt lắm. Ha 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 ha, ta hiểu rồi, đi thôi. Huyền lão đã đoán đúng đại khái tình huống vừa rồi, áp chế tuyệt đối. Mấu chốt của vấn đề chính là thuộc tính, vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần đều có thuộc tính băng, nhưng của Hoắc Vũ Hạo là băng cực hạn, bấy nhiêu đã đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Hơn nữa đối tượng hắn mô phỏng lại là băng bích đế hoàng hạt ưu thế đã chiếm ở trên lại tiếp tục được phát huy tối đa ở vùng cực bắc đúng là tam đại thiên vương đều là những hồn thú có thuộc tính băng tuyết siêu lạnh giá nhưng người am hiểu nhất về khoảng hạ thấp nhiệt độ không phải là tuyết đế thực lực mạnh nhất mà là băng đế tuyết đế chủ yếu khống chế năng lượng của tuyết còn băng bích đế hoàng hạt mới nắm giữ năng lượng băng trí hàn hiện nay xét trên đại lục có thể gọi nó là băng tổ cũng không sai xét về tu vi dĩ nhiên hoác vũ hạo làm sao bằng lăng lạc thần được nhưng năng lượng lăng lạc thần sử dụng là băng mà trời xui đất khiến thế nào đối tượng hoắc vũ hạo mô phỏng lại là băng bích đế hoàng hạt băng đế là một hồn hoàn trí tuệ lúc nào nó cũng ở trong tinh thần hải quan sát hành động của hoắc vũ hạo nên khi hoắc vũ hạo mô phỏng khí tức của nó nó liền thoáng cảm nhận được chút địch ý từ một thứ có cùng thuộc tình với mình cái liếc mắt kia nó cũng không phải dành cho lăng lạc thần mà là nguyên bố băng quanh cơ thể nàng trước mặt băng bích đế hoàng hạt trừ khi có một người có khả năng khống chế băng hơn hẳn nó nếu không tất cả nguyên tố băng đều được nó nắm trong lòng bàn tay muốn dùng thế nào cũng được đây cũng vì tu vi của hoác vũ hạo quá yếu nếu tu vi của hắn ngang ngửa lăng lạc thần thì chỉ cần băng bích đế hoàng hạt đồng ý hắn sẽ có khả năng khống chế nguyên tố băng khủng bố đó vậy thì chỉ cần lăng lạc thần dám dùng đến nguyên tố băng thì hoác vũ hạo hoàn toàn có thể sử dụng nó quay ngược lại đoạt lấy sinh mạng của nàng đây là một trong những điểm khủng bố của băng tổ băng bích đế hoàng hạt băng đế với tu vi bốn mươi vạn năm hiện giờ chỉ cần nó có lại bản thể thì trên đại lục này hiếm ai là đối thủ của nó được." Huyền lão vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói, "Là ta hiểu biết thấp kém không nên làm gián đoạn trận đấu của các ngươi." Sau đó lão một tay đỡ Hoắc Vũ Hạo nháy mắt lại trở về trước mặt mấy người Mã Tiểu Đào. "Tiếp tục đi, Lăng Lạc Thần không phải đấu tiếp nữa." Nói xong Huyền lão lại bay lên lần trời, một lần nữa ở trên không trung quan sát cuộc chiến. Hai bên đều không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, những đệ tử dự bị còn có chút khó hiểu nhưng những đệ tử nội viện đã quá quen với phong cách của huyền lão rồi nên hoàn toàn không có thắc mắc gì tuy bình thường huyền lão điên điên khùng khùng nhưng trước giờ luôn phán xét mọi chuyện công bằng nếu cho lăng lạc thần ra ngoài nhất định có lý do của mình trong lòng mã tiểu đào đã đại khái đoán được vài phần trong số những đệ tử nội viện ở đây chỉ có nàng biết hoắc vũ hạo có vũ hồn cực hạn bất quá nàng không ngờ vũ hồn cực hạn lại mạnh mẽ đến thế hiện giờ nàng chỉ có thể chiến thắng trận đấu này trước rồi thắc mắc gì tính sau Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 62 thắng lợi. Thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mã tiểu đào hét lớn một tiếng, lần thứ hai là người xung phong về trước, lần này khoảng cách đôi bên đã không còn quá xa nữa. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục phát động kỹ năng tinh thần tham chắc cộng hưởng. Mặc dù ban nãy hắn dùng kỹ năng mô phỏng đã tiêu hao một lượng hồn lực đáng kể nhưng may mà hắn đánh bậy đánh bạ nhờ luồng hồn lực huyền lão chuyển vào kiểm tra cơ thể mới thuận lợi đột phá lên cấp 27, cho nên hồn lực của hắn lại một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lúc này vũ hồn thải hồng long của công dương mặc lại một lần nữa thể hiện ra tác dụng phụ trợ khủng bố của mình. Hồn kỹ phụ trợ của Dư Hạo Hiên đã bắt đầu suy yếu, thế mà hai hồn kỹ của hắn vẫn còn tiếp tục được duy trì đây chính là điểm khác biệt giữa các loại vũ hồn cũng biểu hiện của sự tranh lệch tu vi có điều hồn kỹ vừa rồi chỉ từ hồn hoàn trăm năm nên cũng không tiêu hao bao nhiêu hồn lực sư hạo hiên lại một lần nữa sử dụng lại kỹ năng đó lúc này hai bên rốt cuộc cũng va chạm chính diện người ra tay đầu tiên là trần tử phong đang đi bên cạnh đái thực hành từ đầu đến giờ hắn vẫn liên tục đi bên cạnh đái thực hành và hoàn toàn chưa phóng xuất ra vũ hồn của mình mãi đến khi hắn ra tay vũ hồn của hắn mới xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ sậm đột nhiên xuất hiện từ người trần Tử phong tuy nhiên thuộc tính của nó không phải là hỏa giống mã tiểu đào mà là một màu đỏ thuần túy của máu khi quần sáng màu đỏ này xuất hiện hoắc vũ hạo đột nhiên cảm thấy cả người trần tử phong toát ra một mùi tanh nồng nặc của máu huyết trần tử phong đột nhiên ngẩng đầu lên khí thế từ người hắn nháy mắt tăng lên vùn vụt đôi mắt của hắn cũng đã biến thành màu đỏ một luồng sát khí khủng bố như muốn tàn sát hết thảy mọi thứ xung quanh từ từ xuất hiện hắn giơ tay phải lên cao hai ngón tay chỉ về trước nhất thời bắn ra một tia sáng màu đỏ sậm, sau đó quần sáng màu đỏ trên người hắn dưới sự dẫn dắt của luồng ánh sáng vừa xuất hiện, mà cả hai liền dung hợp vào nhau. lúc này hoác vũ họ mới kịp nhìn rõ hóa ra cái vừa xuất hiện chính là một thanh kiếm, thanh kiếm kia dài chừng ba tấc sáu, kiếm rộng một tấc và mảnh vô cùng, thân kiếm thon dài, không có lưỡi, nhưng bên trên còn có ba đường rãnh sâu màu máu. càng kỳ dị hơn chính là năm cái hồn hoàn của trần tử phong không hề xoay quanh người hắn, mà lại xoay quanh chuôi kiếm này thanh kiếm màu đỏ thoáng lơ lửng trên không trung rồi nhanh như tên bắn bay về phía mã tiểu đào những nơi nó đi qua bầu không khí như nhiễm sát khí mà đậm mùi huyết tinh đây chính là vũ hồn của trần tử phong truy hồn kiếm sắc mặt mã tiểu đào nhất thời trầm xuống đối mặt với thanh kiếm màu đỏ máu đang bay vọt đến nàng đưa hai tay về hai phía ngọn lửa phượng hoàng trên người này cũng bùng cháy mạnh mẽ đây chính là hồn kỹ thứ hai của nàng dục hỏa phượng hoàng đây chính là một kỹ năng tăng phúc trên mọi phương vị Cùng lúc đó, hồn hoàn đầu tiên trên người nàng lập tức sáng lên, một ngọn lửa bay ra từ miệng của nàng sau đó bay thẳng về phía trước nghênh đón truy hồn kiếm. Dường như truy hồn kiếm cảm nhận được có sự uy hiếp nên nó khẽ run một cái rồi phát ra từng tiếng kêu ong ong. Ngay sau đó, mũi kiếm lấp lóe, hồn hoàn thứ nhất và thứ hai cũng sáng lên, cứ như vậy đập tan ngọn lửa phượng hoàng vừa bay đến, sau đó tuy tốc độ có chút chậm lại nhưng vẫn nhằm thẳng vào mục tiêu là mã tiểu đào. Đây là hồn kỹ đầu tiên của truy hồn kiếm, duệ và hồn kỹ thứ hai phá nhờ hai hồn kỹ này mà truy hồn kiếm vốn đã vô cùng sắc bén mà lực phá loại lại còn càng mạnh thêm sau khi phóng truy hồn kiếm đi trần tử phong liền giảm tốc độ đi phía sau đái thực hành tay phải chỉ một cái liền xuất hiện một thanh kiếm khác hắn lập tức lăng không ngự kiếm mà đi lúc này đái thực hành đã vọt đến trước mặt mã tiểu đào cuộc chiến giữa hai đội trưởng chuẩn bị bắt đầu nhưng mã tiểu đào còn đang bị truy hồn kiếm tấn công điều này tương đương với chuyện hai người bên đái thực hành cùng công kích một mình nàng đột nhiên một luồng sáng rực rỡ từ trên đỉnh đầu mã tiểu đào bay xuống đánh thẳng vào trần tử phong ở phía sau đá thực hành người vừa ra tay chính là vương đông đang lơ lửng trên không hồn kỹ thứ hai của hắn điệp thần chi quang hắn đứng trên vai hoắc vũ hạo còn hoắc vũ hạo thì giữ chặt lấy chân hắn cả hai vẫn tiếp tục duy trì hạo đông lực ngay khi bọn họ xuất thủ trận chiến cũng đã triển khai toàn diện bên cạnh mã tiểu đào đột nhiên xuất hiện một bóng người đái thực hành đang đánh về mã tiểu đào trượt dừng lại một chút sau đó vang lên tiếng hổ gầm thật thấp cả người hắn cúi xuống mỗi đầu ngón tay trên đôi hồ trường đều mọc ra từng cái móng vuốt thật sắc bén hắn cẩn thận lấy tay che trước người mình ngay sau đó liên tiếp các tiếng leng keng vang lên không ngớt đá thực hành đã không thể tiến thêm được bước nào nữa ngược lại trên người từng luồng điện không ngừng lượn lờ xung quanh hiển nhiên tây tây đã xuất thủ chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh mà thôi nếu hoác vũ hạo không có tinh thần tham chắc chắc cũng không nhìn kịp được sự di chuyển của nàng những đệ tử có thể đại diện xuất chiến cho học viện sử lai khác thì nào phải người tầm thường không chuyên môn về cái này thì cũng am hiểu về cái khác đái thực hành bị chậm lại một nhịp nên đòn tấn công của hắn và trần tử phong liền dễ dàng bị phá giải mã tiểu đào hửa lạnh một tiếng rồi vọt về phía trước nhanh như tê chớp hai tay nàng vung lên chộp lấy truy hồn kiếm cũng ngay lúc này đôi cánh trên vai vàng cũng xuất hiện ánh sáng màu đỏ đó nương theo hồn hoàn thứ sáu màu đen đang sáng lên trong phút chốc càng thêm rực rỡ lấy nàng làm khởi điểm trên bầu trời xung quanh đây đều nhuốm một màu đỏ rực hồn kỹ thứ sáu cũng là hồn kỹ cường đại nhất của mã tiểu đào hiện nay cùng lúc đó công dương mặc đang lơ lửng trên không trung cũng xuất thủ đừng thấy bình thường thái độ của mã tiểu đào với hắn không tốt lắm mà nhầm thực ra quan hệ của hai người không tệ chút nào à ừm có thể nói là một loại quan hệ như kiểu chị em tốt sở dĩ mã tiểu đào chọn hắn đầu tiên một phần là vì thực lực còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa là cả hai vô cùng thân thiết nên phối hợp cũng cực kỳ ăn ý hồn hoàn màu đen thứ năm trên người công dương mặc bắt đầu nhấp nháy tích tắc sau đó một luồng ánh sáng màu xanh từ người hắn bay vào xa chiếu thẳng vào lưng mã tiểu đào xanh đỏ vừa kết hợp thì ngọn lửa trên bầu trời như được một cơn gió mát tiếp sức bùng cháy nửa bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực rỡ từ trên bầu trời từng quả cầu lửa đường kính trên dưới một thước không ngừng bay xuống bao trùm lấy toàn bộ đối thủ bất kể là đái thực hành hay trần tử phong đều không ngờ trận đấu vừa bắt đầu mã tiểu đào đã phát động công kích toàn lực rồi hơn nữa dưới sự phụ trợ của công dương mặc uy lực khủng bố của hồn kỹ thứ sáu đó tăng thêm đến cả gấp đôi mặc dù kỹ năng này bị hạn chế phạm vi công kích nhưng chỉ lực công kích của nó thôi cũng khiến mấy người đái thực hành biến sắc lúc này nếu còn lăng lạc thần ở đây thì tốt rồi có vũ hồn thuộc tính băng của nàng ít ra sẽ khiến đòn tấn công của mã tiểu đào suy yếu một chút nhưng tiếc là nàng đã bị loại ra rồi ạ à. thế nên bên phía đái thực hành chỉ còn cách đón đỡ một kích này của mã tiểu đào thôi tính cách cố chấp của mã tiểu đào đã được biểu lộ rõ nhất thông qua một chiêu này vì từ ngày nàng trở về đội ngũ thái độ của đái thực hành với nàng không tốt lắm cũng phải thôi bản thân đang làm đội trưởng thế mà nháy mắt liền bị người khác thay thế ai mà không bực chứ ở bực ta cho ngươi bực ngươi không phục thì để ta cho ngươi thấy thực lực của ta rồi tâm phục khẩu phục mã tiểu đào không chỉ cố chấp mà tâm tư cũng vô cùng tinh tế sau khi lăng lạc thần bị loại bỏ nàng liền lập tức thay đổi phương thức tác chiến nàng phải dùng thực lực của mình áp chế bọn họ một cách triệt đề, cho nên nàng phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại bọn họ. Thế nên, nàng lập tức sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình để đơn giản hóa cục diện. Từng quả cầu lửa trên không trung không ngừng bay xuống y hệt như đang có một trận mưa sao băng vậy. Và dĩ nhiên trong sáu người bên dưới, đối tượng được chăm sóc chu đáo là Đái Thực Hành và Trần Tử Phong, sau đó là Diêu Hạo Hiên, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu. Hồn kỹ thứ sáu của Mã Tiểu Đào, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ từng quả cầu lửa kia khi đến gần đối thủ thì đột nhiên lại hóa thành hình dạng một con phượng hoàng sau đó còn cất tiếng hót rồi nháy mắt tăng tốc bay đến đối thủ giang nam nam và tiêu tiêu nhanh chóng được huyền lão kéo ra ngoài sáu người bên phía đái thực hành nháy mắt mất đi hai mà bên phía đái thực hành không ngừng bị tây tây công kích chặn đứng đường lui nên hắn cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ làm sao còn thời gian giúp đỡ đồng đội nữa so ra từ tam thạch là bi thảm nhất khi phượng hoàng lưu tinh vũ chuẩn bị rơi đến chỗ hắn thì hắn lại không nghĩ đến chuyện bảo vệ bản thân mà lo giúp đỡ Giang Nam Nam. Bởi vậy hồn kỹ thứ tư của hắn, huyền minh quy thuận nháy mắt bay về phía Giang Nam Nam. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ lại bị lệch khỏi vị trí phòng ngự của hắn. Còn Giang Nam Nam thì được huyền lão cứu đi, chỉ còn hắn ở lại. Chiến hồn sư hệ phòng ngự như hắn lại mất đi lá chắn. Thì ôi thôi, làm sao chống đỡ, được Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ vừa được phụ trợ tăng gấp đôi lực công kích đây. Có điều không biết có phải huyền lão cố ý không mà lại ra tay cứu hắn chậm một nhịp khiến người hắn bị phượng hoàng lưu tinh vũ chạm vào một chút làm cả lưng hắn cháy xém cũng may vũ hồn của hắn thuộc tính thủy nên mặc dù hắn kêu là khá thảm thiết nhưng thương tích cũng không nặng lắm thực tế tuy thực lực mã tiểu đào cường đại nhưng cũng không thể nào một lúc loại được nhiều đối thủ như vậy chẳng qua vì chênh lệch thực lực và bọn họ lại mới phối hợp với nhau lần đầu nên khó trách có chút không ăn ý cho nên mã tiểu đào mới dựa vào một kích đó loại được hết các thành viên đội dự bị đến lúc này sự mạnh mẽ của các đệ tử nôi viện mới lần lượt thể hiện ra trần tử phong cũng không để mã tiểu đào dễ dàng bắt lấy truy hồn kiếm của mình như vậy hắn vừa thấy phượng hoàng lưu tinh vũ bùng nổ liền lập tức điều khiển truy hồn kiếm quay về mà mã tiểu đào đang bận khống chế hồn kỹ thứ sáu của mình nên cũng không thể tiếp tục truy kích lúc này truy hồn kiếm đang lơ lửng ở trước người trần tử phong không ngừng vẽ ra từng tia sáng màu đỏ sậm hồn hoàn bên cạnh cũng không ngừng nhấp nháy sau đó nó nhẹ nhàng phá vỡ điệp thần chi quang của vương đông và lập tức vọt về phía phượng hoàng lưu tinh vũ mà oanh kích đồng thời trần tử phong cũng bắt đầu di chuyển từng bước quỷ dị nhanh chóng né lấy cách quả cầu lửa không ngừng bay về phía mình mà những quả cầu lửa đó lại không ngừng bay về phía hắn đuổi mãi không buông mặc dù trần tử phong đã thể hiện ra được thực lực mạnh mẽ của mình nhưng trong lòng cũng rất là bực bội từ lúc nào mã tiểu đà có thể khống chế hồn kỹ thứ sáu thuận lợi thế này mặc dù nhờ công dương mọc phụ trợ thì uy lực của phượng hoàng lưu tinh vũ sẽ tăng lên rất nhiều nhưng lực khống chế vẫn khó khăn như cũ mà Hắn ngước lên nhìn mấy quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời, từng quả từng quả rơi xuống đúng vị trí của từng thành viên trong đội hắn không lệch, và cũng chẳng lãng phí bất cứ quả cầu nào. Ngay cả khi Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Từ Tam Thạch bị kéo ra ngoài, những quả cầu lẽ ra phải công kích bọn họ cũng đột ngột chuyển hướng về phía hắn, đái thực hành và Diêu Hạo Hiên. Tu vi của các thành viên trong đội chính thức không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hôm nay, thao tác điều khiển Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào đã khiến mấy người đái thực hành phải khiếp sợ bởi vì năng lực khống chế này đã vượt xa cấp bậc hồn đế bình thường rất nhiều lần rồi bình thường muốn khống chế hồn kỹ phải dựa vào sự kết hợp giữa tinh thần lực và hồn lực ngoại trừ những hồn sư có thuộc tính tinh thần vô cùng hiếm thấy ra thì phần lớn tinh thần lực của các hồn sư đều tăng lên theo cấp bậc của hồn lực rất hiếm khi có trường hợp ngoại hệ ở bên kia sư hạo hiên đang ngăn phượng hoàng lưu tinh vũ bằng một cách hết sức kỳ lạ hai nắm tay như hai cái búa của hắn đấm đấm vào ngực sau đó phóng xuất ra mấy vòng ánh sáng bảo vệ cho đồng đội đồng thời hồn hoàn màu đen thứ năm cũng nhấp nháy sau đó đầu hắn lại trương lớn rồi hắn ngửa mặt lên trời há to miệng trong khoảnh khắc đó cái miệng hắn không hiểu tại sao có thể mở to đến mức không sao tưởng tượng được cuối cùng hắn tiếp tục ngậm lấy một quả phượng hoàng lưu tinh sau đó lại nhổ ra cho nó chạm vào một viên phượng hoàng lưu tinh khác hắn cứ liên tục sử dụng cách này để ngăn cản những quả cầu lửa không ngừng bay về phía hắn đái thực hành thấy bên phía hắn liên tục bị loại ba thành viên cũng đã có chút nóng này hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng đôi hổ trưởng dơ lên liên tiếp phá hủy mấy viên phượng hoàng lưu tinh mặc dù làm thế trên người hắn cũng đã xuất hiện ánh lửa nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý đến ba hồn hoàn thứ nhất thứ ba thứ năm liên tục sáng lên một tầng hào quang màu trắng ánh kim nháy mắt xuất hiện bao phủ lấy cơ thể hắn cả người hắn bắt đầu bành trướng lớp lông trắng bao phủ lấy cơ thể đều đã biến thành màu vàng hồn kỹ thứ ba bạch hổ kim cương biến hoắc vũ hạo đã từng thấy qua đái hoa bân thi triển nhưng hôm nay tận mắt thấy đái thực hành sử dụng hắn mới biết tên này mạnh hơn đái hoa bân không biết bao nhiêu lần sau lưng đái thực hành thậm chí đã hiện ra một ảo ảnh bạch hổ thật lớn đội song đồng cũng phóng ra ánh sáng vàng kim rực rỡ sau đó hắn cứ thế mà vọt tới đón đỡ phượng hoàng lưu tình vũ hắn giơ đôi hổ trưởng của mình lên đỡ lấy từng quả cầu lửa rồi đánh vỡ hoặc đánh bay đi khi thế của hắn khiến người ta có cảm giác quyết chí tiến lên mã tiểu đào đối mặt với thế tấn công của đái thực hành nhưng không hề có ý lùi lại nàng chỉ khẽ quát một tiếng hoàng kim lộ rồi nàng như một tia chớp vọt về phía trước nghênh đón đái thực hành dù vậy nàng vẫn có thể tiếp tục khống chế phượng hoàng lưu tinh từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống hoắc vũ hạo lại một lần nữa được thấy hai quầng sáng dưới chân mã tiểu đào nàng đã thực sự tăng hết tốc lực của mình rồi lúc này gần như nháy mắt tiếp theo nàng và đái thực hành sẽ va vào nhau cả hai cùng là hồn đế có sáu hồn hoàn cùng là chiến hồn sư hệ cường công và đệ tử nội viện mã tiểu đào và đái thực hành chỉ có chút xíu chênh lệch ở mặt tu vi mà thôi nhưng phương thức tấn công của bọn họ lại khác nhau hoàn toàn mã tiểu đào sử dụng năng lượng để công kích điểm này nàng và vương đông giống nhau còn đái thực hành thì khác công kích của hắn thuần túy dựa vào năng lực của cơ thể bởi vậy nếu hai người cứng đối cứng thế này người chịu thiệt cũng chỉ là mã tiểu đào thôi một tiếng nổ thật lớn vang lên phượng hoàng lưu tinh vũ đột nhiên ngừng lại mã tiểu đào nháy mát bị bắn ngược về sau phải biết rằng đái thực hành vừa lần lượt phóng thích đến ba hồn kỹ thứ nhất thứ ba và thứ năm tất cả đều có tác dụng tăng phúc cho cơ thể ba hồn kỹ đó theo thứ tự là bạch hổ hộ thân trướng bạch hổ kim cương biến và bạch hổ ma thần biến nhưng mã tiểu đào cũng không phải hoàn toàn bị thua thiệt chỉ trong nháy mắt hai người chạm vào nhau nàng cũng đã kịp sử dụng hồn kỹ thứ tư của mình tuy nàng bị đái thực hành đánh bay đi thậm chí còn bị vài vết thương nhẹ còn đái thực hành vốn đang chuẩn bị tích tắc sau sẽ sử dụng hồn kỹ thứ sáu để tiếp tục tấn công mạnh mẽ cũng bị hồn kỹ thứ tư của nàng cắt đứt một luồng sóng màu đỏ xoay quanh cơ thể đái thực hành không ngừng khuếch tán ra bên ngoài nó chẳng những xóa bỏ hết những phụ trợ từ diêu hạo hiên đồng thời cũng khóa trụ cơ thể hắn khiến hắn nháy mắt không thể cục cựa được thế thì rõ ràng không thể tiếp tục sử dụng hồn kỹ rồi đương nhiên đái thực hành chỉ tạm thời bị khóa trụ mà thôi hắn đang có ba hồn kỹ tăng cường cơ thể thì thời gian bị hạn chế tuyệt đối sẽ không dài nhưng cũng ngay lúc này một luồng sáng rực rỡ xuất hiện phủ xuống một cách chính xác phía sau nó chính là hoàng kim lộ ngay tại thời điểm mã tiểu đào bị đánh bay đi thì ngay nơi nàng từng phóng ra phượng hoàng lưu tinh vũ liền xuất hiện một đôi mắt thật lớn luồng ánh sáng màu ánh kim đó nháy mắt đã đi được 50 thước cả khu vực bên trong sát hạch khu đều nhuốm một màu vàng rực của rực rỡ trong điêu tàn hoàng kim lộ đái thực hành đang bị khóa trụ dĩ nhiên là người đứng mũi chịu xào nháy mắt ánh sáng màu vàng kim đó đã lướt qua người hắn mà không chỉ vậy đó còn còn vừa khéo đi đến chỗ diêu hạo hiên từ nãy giờ bận rộn nuốt vào nhà ra mấy quả cầu lửa tích tắc sau hai khối hoàng kim hình người lập tức xuất hiện trên chiến trường sau đó từng tiếng sét nổ vang lên bối bối đã phóng thích ra vũ hồn lam điện phách vương long của mình đang bay đến đón đỡ truy hồn kiếm của trần tử phong tất nhiên chỉ dựa vào mình bối bối làm sao ngăn cản được trần tử phong nhưng bên cạnh bối bối còn có một bóng người thoát ẩn thoát hiện nữa công kích của tây tây đến cả đái thực hành cũng phải kiêng kỵ dĩ nhiên trần tử phong cũng không ngoại lệ Lúc này, hắn đã hoàn toàn không thể làm gì nữa rồi. Bạn đang xem đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Một tiếng phượng hót thật lớn vang lên, mã tiểu đào vừa bị đánh bay đi lộn một vòng trên không trung, sau đó đôi cánh phượng hoàng trên lưng lại mở rộng bay về phía đái thực hành. Cùng lúc đó, 10 tia sáng chói mắt đột ngột xuất hiện bay thẳng về một mục tiêu duy nhất, siêu hạo hiên đang bị hóa thành pho tượng hoàng kim. Điểm yếu nhất của hoàng kim lộ chính là chỉ có thể tấn công một hướng, nhưng ưu thế lớn nhất của nó lại là khả năng kiểm soát cực kỳ khủng bố. Mặc dù Đái thực hành sau khi bị hóa thành pho tượng không đến 2 giây sau, đã trở về trạng thái bình thường, nhưng chỉ có cơ thể hắn trở lại bình thường thôi còn vũ hồn bạch hổ thì không, sự liên lạc giữa hắn và vũ hồn đã tạm thời bị cắt đứt. Tình huống của Dư Hạo Hiên thì bi thảm hơn nhiều, cơ thể vốn cao đến 4 thước của hắn nháy mắt liền mất, hắn lại trở về bộ dạng gầy yếu ban đầu, mà Hòa Thái Đầu ở bên cạnh lại đang toàn lực dùng hồn đạo khí tấn công về phía hắn kết quả thế nào không cần xem cũng biết lần này người bị đánh bay là đái thực hành còn diêu hạo hiên sau khi đỡ được một lượt công kích từ hồn đạo khí cũng vì thương tích trên người quá nhiều mà bị huyền lão kéo ra ngoài mã tiểu đào sau khi đánh bay đái thực hành cũng không tiếp tục truy kích nữa nàng lơ lửng trên bầu trời ngạo nghễ nhìn trần từ phong cách đó không xa nói nhận thua đi trần tử phong vốn bị tây bối vây công rơi vào thế hạ phong mà bên đội của hắn chỉ còn mỗi một người tiếp tục chống đỡ còn ý nghĩa gì nữa rơi vào đường cùng hắn đánh phải nhận thua trận đấu cũng vì thế mà chấm dứt trận đấu này có thể nói bên phía mã tiểu đào đã chiến thắng hoàn toàn không có ai bị loại mà đội của đái thực hành thì chẳng còn một ai thật ra đái thực hành cũng không có bị thương khi mã tiểu đào đánh bay hắn cũng đã hạ thủ lưu tình lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía hoắc vũ hạo và vương đông với vài phần nghi ngờ và hoảng hốt trận này tại sao lại thua nếu chỉ xét thực lực cá nhân thì rõ ràng bên phía đái thực hành chiếm ưu thế bên phía hắn có đến bốn người trong nhóm chính thức mà vậy mà tại sao lại thảm bại như vậy vấn đề chắc chắn không thể nằm trong số mấy thành viên chính thức này thực lực mã tiểu đào tuy mạnh nhưng hắn đã đoán biết từ trước rồi có điều hoắc vũ hạo vương đông bối bối và hòa thái đầu là những biến số mà hắn không sao ngờ được có thể nói trận thắng này bốn thành viên đội dự bị bên phía đối phương có tác dụng không nhỏ còn bên phía hắn lại không được như vậy ba thành viên đội dự bị chưa kịp phát huy tác dụng đã bị loại ra ngoài hơn nữa lăng lạc thần còn bị loại sớm hơn nữa huyền lão mang theo những đệ tử đã được lão cứu từ từ hạ xuống lão mỉm cười nói nhanh lên đội thua mau thực hiện hình phạt của mình đi ta cho nhóm các ngươi một cơ hội nữa ta là heo đái thực hành lập tức nói không chút do dự nhưng nét mặt hắn lại không như vậy rõ ràng trong lòng không phục a à. sư họ hiên và trần tử phong cũng bất đắc dĩ mở miệng còn khi lăng lạc thần lên tiếng ánh mắt vẫn không rời khỏi hóc vũ hạo Tiêu Tiêu cũng nói ra rất tự nhiên, các vị học trưởng của mình cũng đều như thế rồi, mình có nói cũng chả có gì xấu hổ. Người cuối cùng là Giang Nam Nam, nàng nhỏ giọng nói. Ta là heo. Từ Tam Thạch ở bên cạnh lập tức nịnh nọt. Đúng là người mà ta thích, ngay cả nói mình là heo cũng dễ thương như vậy. Giang Nam Nam tức giận quát. Biến đi. Vương Đông đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo suýt chút bật cười thành tiếng, hắn vội vàng quay mặt sang chỗ khác bụng miệng cười lén còn hoắc vũ hạo vẫn đứng yên đầy cố nén cười từ đại ca một lòng với giang học tỷ tiếc là tỷ tỷ không thích hắn nếu không thực sự hai người bọn họ là một đôi tuyệt vời huyền lão nói được rồi các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ đi sau đó đấu tiếp mắc công lại có người không phục vừa nghe lát nữa đấu tiếp bảy người nội viện lập tức ngồi xuống bắt đầu khôi phục hồn lực trận giao chiến vừa rồi mỗi người đều tiêu hao mức hồn lực khác nhau mọi người tranh thủ thời gian không chỉ để hồi phục hồn lực mà còn lấy lại bình tĩnh sau một trận đại chiến. Mấy người hoắc vũ hạo cũng vội vã ngồi xuống khôi phục hồn lực. Bàn nãy hắn và Vương Đông là tiêu hao hồn lực nhiều nhất. Hơn nữa, bọn họ đã sử dụng hoàng kim lộ, thì trận đấu kế tiếp không thể sử dụng lại rồi. Sau nhiều lần sử dụng hoàng kim lộ, hoắc vũ hạo và Vương Đông dần dần hiểu rõ tác dụng của kỹ năng này. Mặc dù, bình thường, khó mà thấy rõ tác dụng cụ thể của hoàng kim lộ, nhưng nếu những đối thủ cường đại của bọn họ trúng chiêu, thì sự hữu dụng lập tức xuất hiện có thể nói đây là một vũ hồn dung hợp kỹ kết hợp giữa cường công và khống chế có tinh thần tham chắc của hoắc vũ hạo trợ giúp thì hạn chế của hoàng kim lộ đã được kéo xuống thấp nhất xét trong giai đoạn này thì kỹ năng kia là kỹ năng mạnh nhất của bọn họ cho nên nếu không thể sử dụng nó thì lực chiến đấu của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều nhưng cũng không hẳn là không thể làm gì nữa tinh thần tham chắc của hoắc vũ hạo là kỹ năng phụ trợ tốt nhất trong chiến đấu hơn nữa bọn họ còn mấy kỹ năng từ hồn hoàn ngàn năm chưa sử dụng hơn nữa hoắc vũ hạo còn có thể áp chế thuộc tính của lăng lạc thần ít nhất đã có thể loại bỏ một cường giả hồn vương trong đội đối thủ tác dụng đầu tiên đã có rồi sau trận chiến vừa rồi hoắc vũ hạo học được nhiều lắm hắn được phối hợp với các học trường mạnh mẽ hắn có cảm giác mình như cá gặp nước rất là hưng phấn hơn nữa hắn căn bản không cần trợ giúp các học trường gì cả chỉ cần duy trì tinh thần tham chắc là được các học trường thông qua tinh thần tham chắc của hắn sẽ tìm được cơ hội tốt nhất để thi triển kỹ năng huyền lão ngồi đại xuống một chỗ rồi không biết lấy từ đâu ra một mớ đùi gà sau đó lão tiếp tục ngồi đùi gà nhắm rượu mái tóc rối tung bay lộ ra đôi mắt đầy vẻ suy tư có điều không biết lão đang nghĩ những chuyện gì mà thôi một canh giờ thắm thoát trôi qua mọi người lại một lần nữa đứng dậy chuẩn bị chiến đấu huyền lão cũng đứng lên lão uống một hớp rượu rồi cười to nói từ từ đừng nóng vội chiến đấu y hệt như cũ thì còn gì hấp dẫn như vậy đi hoắc vũ hạo và vương đông hai người đổi chỗ với diêu hạo hiên và giang nam nam Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.